Ok, chào mừng chị em đã quay trở lại với kênh review đồng hồ chính hãng của CityWatch. Hôm nay CityWatch sẽ giới thiệu cho anh em một mẫu sản phẩm đến từ thương hiệu của Orange Star với dòng sản phẩm là Orange Star Skeleton Joker, rất là đẹp mắt. Thì đây là một trong những series mà bán rất là thành công của thương hiệu Orange Star và nó đã rất là nhiều anh em đều rất mê mệt bởi kiểu thiết kế của Joker, là một thiết kế rất là nổi tiếng rồi. Hôm nay là mình sẽ giới thiệu nhanh về chiếc Orange Star Joker với phiên bản mà xanh đậm, rất là đẹp các bạn. Thì đây là một trong những chiếc rất khá ăn khách luôn. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu nhanh về chiếc sản phẩm ngày hôm nay. Em này thì có mã số quốc tế là SDK05002D0, là chiếc tag của em nó, em Orange Star rất là đẹp. Rồi, đây là nhân vật chính ngày hôm nay. Mình sẽ để gần cho anh em xem và cùng chiêm ngưỡng. Ok, thì em này thì có thông số là size 41mm cùng với cái độ dày là chỉ có 12mm. Độ dày khá là ok. Bây giờ mình sẽ lên tay thử cho anh em cùng chiêm ngưỡng các bạn nha. Đây các bạn. Đây. Tay mình có cổ tay là gần 17, nên tay chiếc này khá là ok luôn. Như anh em có thể thấy không? Rất là đẹp. Thì Joker luôn luôn thành công với cái thiết kế mặt hề rất là bí ẩn và vô cùng quyến rũ. Thì em này thì với như anh em có cổ tay từ 15.5 trở lên đó, nên tay chiếc này là khá ok luôn, rất là đẹp và nam tính, cực kỳ ngầu luôn. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu tiếp về phần máy. Thì em này thì sử dụng cỗ máy in-house rất mạnh mẽ của Orange Star, là cỗ máy 40S62 với 22 chân kính, cho thời gian chịu cót là 40 giờ đấy các bạn. Thì phần thời gian chịu cót thì anh em có theo dõi góc 12 giờ qua Oppo Research rải quạt để được hãng bố trí đặt ở đây. Phần máy thì anh em có thể vừa lên có tay ở đây, vừa lên có tay và lên có tự động luôn, lên có tay rất là mượt mà, rất mượt mà êm ái. Bên phần lên có tự động thì anh em chỉ cần việc đeo thì năng lượng cũng sẽ tích lên cho anh em rồi, sử dụng khá là thoải mái. Rồi, thì em này cũng có hacking stop luôn các bạn nha. Khi em kéo ra chỉnh giờ chỉ việc kéo ra một nấc đó, kéo ra một nấc đó, thì kim dây nó sẽ dừng, thì anh em sẽ chỉnh giờ nó chính xác hơn. Đây các bạn, khá là đơn giản và ok. Rồi, đóng lại. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết về phần mặt đeo, là một phần trong những thiết kế mà mình rất là thích và đánh giá rất là cao trong những em đồng hồ chính hãng của Nhật. Thì em này là một phiên bản nội địa của Nhật các bạn nha. Để phần mặt đeo thì các bạn cũng đã biết rồi, đeo của phần Joker thì rất là nổi tiếng, với đầu tiên là ô gấp 9 giờ, các bạn sẽ thấy ô hở bên tim Open Hush sẽ được tạo ra những giống như kiểu cánh hoa các bạn, rất là đặc trưng đối với dòng series 40 giờ. Nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với cái series 50 giờ các bạn. Series hình cánh hoa tỏa ra rất là đẹp, đẹp mắt luôn. Ở góc 12 giờ là Oppo Research, lúc nãy mình cũng đã có nhắc rồi đó. Ở góc 3 giờ là dòng chữ Orange Star Automatic cùng với logo của thương hiệu. Ngoài ra các bạn cũng có thể thấy một cái gương mặt hề tạo hình rất là đẹp mắt với nụ cười ở đây cùng với con mắt bên đây đó. Làm nên cái gương mặt hề thật sự rất thành công đối với dòng sản phẩm Orange Star nói riêng đó. Rồi, góc 6 giờ là ô kim rốn đặt ở vị trí đây, nhìn khá là chỉnh chu và đẹp mắt. Dưới góc 6 giờ là dòng chữ Span bộ máy cùng với là màu sắc của thông số. Bộ kim của dòng Joker là bộ kim được mạ một lớp lumin rất là sáng. Ngoài ra 12 cọc số cũng được mạ lumin luôn, 12 cọc số bạc nổi 3D, nhìn rất là ấn tượng và nam tính. Ở góc 12 giờ các bạn sẽ thấy là cái thiết kế mà cọc số la mã nhìn rất khá là hay. Rồi ok, thì em này sử dụng bộ kính sapphire chống trầy rất là hoàn hảo của hãng đó. Rồi tiếp theo mình sẽ xoay qua phần mặt không cho các bạn xem và chiêm ngưỡng phần mặt không. Phần mặt không em này thì được hãng làm phay xước và cho cái độ hoàn thiện cực kỳ cao luôn các bạn. Các bạn sơ vô các bạn sẽ thấy cái độ hoàn thiện rất là tốt đối với dòng Orange Star. Trên phần niền thì các bạn sẽ thấy là chiếc nấm có khắc logo chữ S đặc trưng của dòng thương hiệu Orange Star đây, rất là đẹp. Phần viền benzo, phần viền benzo này thì được hãng phay bóng, phay bóng. Còn phần viền phần niềng bên hông là được phay xước, tạo hình rất là đẹp mắt. Tất cả chất liệu từ niềng cho tới dây thì đều được nhà sản xuất làm từ bộ thép không rỉ 36L đúc đặc, rất là chất lượng. Mình rất thích cái bộ dây của dòng Orange Joker các bạn, vì nó cho cái độ ngầu và độ nam tính rất là cao, và cái độ góc cạnh, các bạn sẽ thấy cái độ góc cạnh rất là tốt. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là ba cái đường chỉ, hai cái đường chỉ bóng cùng với ba cái đường phay xước này tạo cho cái độ hoàn thiện của chiếc dây trở nên lên một cái tầm rất là cao đó, rất là đẹp. Về phần khóa thì các bạn sẽ thấy một khóa đúc đặc luôn và được có khắc logo chữ S rất to bản ở đây, cho một cái sự nam tính rất là tốt, nhìn rất là đẹp mắt, rất là đẹp mắt. Rồi ok, tiếp theo bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái phần mặt nắp lưng, phần case box.
Bây giờ mình sẽ zoom lại cho anh em xem. Thì phần K-Box thì của em Orestar Joker này thì cũng được sẽ bố trí đồ cơ hoàn toàn, em có thể ngắm nhìn chi tiết cơ khí bên trong. Ở phần bánh đà thì bạn sẽ thấy là logo chữ S cùng với dòng chữ Orestar Japan đây, được khắc nổi 3D màu vàng rất là đẹp. Đó. Rồi mình sẽ đọc tiếp những thông số trên phần K-Box này. Đây, đầu tiên rất là yếu stainless steel này các bạn. Độ chống nước em này là water resistant là 13, chống nước rất là tốt. Rồi cái bộ máy của em nó bộ máy cùng với cái máy Spain là bản nội địa các bạn, Orange Watch Company là công ty sản xuất Orange Watch, rất là chất lượng, khá là ok, đầy đủ những thông số. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ xoay lại lần nữa cho em cùng ngắm và chiêm ngưỡng đẹp tuyệt vời của em Orange Star Joker SDK05002D0 này, một phiên bản màu xanh đậm rất là đẹp và rất là nam tính, là một trong những phiên bản màu mà trong những thời gian trước thì nó rất là hút khách luôn các bạn, và hiện tại là một trong những chiếc rất là hiếm còn sót lại và City Watch đã may mắn săn về cho anh em đó. Em về phần giá thì em này ở giá ngoài hãng có mức giá bán rất là cao, thì mức dao động ở khoảng tầm gần 16 triệu, nhưng tại City Watch thì đã săn về cho anh em với mức giá vô cùng hấp dẫn, thì nó chỉ đâu đó khoảng 9,5 triệu thôi. Để mức giá chi tiết thì anh em có thể theo dõi phần cập nhật mô tả bên dưới các bạn nha. Ok, nếu anh em là thích em này thì có thể gọi ngay qua số hotline của admin là 0938 7724, hoặc có thể nhắn tin mua Zalo để được admin tư vấn để mua em nó ngay. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của City Watch. Nếu anh em nào thấy hay thì ấn like và subscribe kênh đăng ký của City Watch. Đừng quên để nút chuông để theo dõi những video tiếp theo mà City Watch sẽ đăng lên. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.